Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bãi nha các bạn. Hôm nay em sẽ lên cho các bạn hai chiếc xe màu rất đẹp nha các bạn, màu xanh và màu xanh ngọc và màu trắng nha các bạn. Hai em xe cũng rất là thương hiệu các bạn ơi. Đó, hôm nay tuyển được hai chiếc rất đẹp các bạn. Đó, mới vừa vệ sinh kiểm tra xong. Đề líp thắng rồi, ok hết, vô mỡ bò hết rồi các bạn. Đó, hai chiếc xe rất đẹp các bạn. Bữa có ông chú nào á cần tìm một chiếc xe mà màu trắng mà cái ghi đông công tăng trắng luôn thì nay có này nha. Có này nha chú ơi. Rồi chú có xem được clip thì chú liên hệ lại con nha. Đây, rồi trước khi vào chi tiết xin chúc các bạn có nhiều sức khỏe nha. Đầu tiên sẽ giới thiệu chiếc Merida đi. Đây là một chiếc Merida Cosley 50. Cosway, Broadway nha các bạn, Broadway 50 nha. Đó, một chiếc Merida màu trắng đến từ Mỹ, thương hiệu Mỹ xuất Nhật nha. Size của em này là size 4652 nha các bạn. Size 4652 màu trắng ngọc trai rất đẹp. Đây, đầu tiên là ghi đông công tăng nè. Cái công tăng của Merida luôn. À, công tăng Merida luôn rất đẹp nhôm trắng nha. Đó. Bộ tay bấm xả Shimano. Chiếc xe này bộ tay bấm xả Merida thường thường sẽ đi 3 dĩa, 7 líp nha. Rồi cái miếng mũ đây hơi bể tí nha các bạn, không sao không ảnh hưởng gì hết. 3 dĩa 7 líp nha. Đó, bộ tay bấm xả zin theo xe đây. Đó, rất đẹp các bạn. Bao tay nè. Đó. Đây là chén cổ nha các bạn. Đó, chén cổ. Đây là cái logo Merida nha. Broadway 50 nha các bạn. Đó, cái này hơi dơ các bạn về vệ sinh thêm nha. Em vệ sinh quá nhiều xe các bạn ơi, không thể làm mà sạch bon được. Đây là một cái càng thắng Techo các bạn. Vỏ này vỏ zin theo xe nha các bạn. Đó, vỏ này vỏ zin theo xe, vỏ đến từ thương hiệu Merida luôn. Và cái niềng cũng đều thương hiệu Merida luôn các bạn ơi. Cái niềng rất đẹp các bạn. À, vỏ này vỏ thương hiệu Merida nha, cái niềng là niềng Electrim. Nó dành cho riêng cho Merida nha các bạn. Đó, cái niềng này rất đẹp các bạn, niềng nhôm 2 tầng vỏ 735C. Vỏ 735C nha. Zin theo xe, niềng nhôm 2 tầng, tâm này tâm chì các bạn ơi. Tâm chì, các bạn muốn đẹp thì về thay cái bộ cam inox vô nha. Đó. Cái này là cái đùm này mạ đồng. Đó. Mở nhanh. Đó, rất đẹp nha các bạn. Đây. Cái tem Merida các bạn. Đây là một cái gọng nước zin theo xe luôn. Của Topia nha các bạn. Đó. Tem mát của em nó nè, size. Cái này là cái tem của size xe, size 46 nha các bạn. Đó, tem của Nhật Bản đây. Đầy đủ nha. Tem Nhật, tem cảnh sát đầy đủ nha các bạn ơi. Đó, rất đẹp. Chiếc xe rất đẹp các bạn. Merida. Đây. Cái sườn sau. Đó. Nó hơi chạy vài chỗ, không sao, không có ảnh hưởng gì hết. Đó. Đây là cái bộ clip nè, bộ clip zin theo xe các bạn ơi. Đó, bộ clip zin theo xe không mòn miếng nào nha các bạn. Nhìn bộ clip là rất chất luôn các bạn ơi. Đó. Đây là một bộ tô Shimano tô này. Đó, chuyển dĩa Shimano tô này 3 dĩa nè. Cái bảo vệ dĩa còn nguyên nha. Đó, bảo vệ dĩa là còn nguyên nè, nhưng hơi mẻ miếng này tí. Đó, em sẽ quay kỹ chỗ nào mà nó có phết gì thì em sẽ quay kỹ cho các bạn nha. Shimano Tool này. Đây là phản quang sau các bạn, phản quang zin theo xe. Vỏ sau là 735C luôn, vỏ rất đẹp các bạn. Còn gai luôn nè. Vỏ 735C, vỏ của Merida luôn nha. Đó, niềng cũng là niềng Electrim. Đó. Đó, bộ tâm chì nha các bạn, muốn đẹp về thay tâm inox vô các bạn ơi. Đùm nè, đùm mã đồng luôn các bạn ơi. Đùm mã đồng luôn nha. Chiếc xe này zin nguyên con luôn nha các bạn. Đó. Rồi tới cái mở khóa nhanh của cốp yên cũng là Merida luôn. Cốp yên này, cốp yên nhôm trắng rất đẹp. Rồi cái yên thì em thay yên mới cho các bạn nha. Đó, yên cũ thì về nó rách rồi các bạn ơi. Rất đẹp các bạn. Đây chân chống zin theo xe. Đó, chân chống zin theo xe các bạn kỹ về sơn lại màu trắng hợp tông với xe luôn. Đó, em đã kiểm tra hết rồi các bạn ơi. Đó, các bạn kỹ về làm thêm giúp em. Về vệ sinh thêm nha. Đó, Merida rất đẹp các bạn. Rất đẹp các bạn ơi. Em sẽ đẩy lên đây em quay tổng quan cho các bạn xem. Đây. Đây là tổng quan của Merida size 4652 các bạn. Xe này là phù hợp cho 1m6 tới 1m68 nha, rất đẹp nha các bạn. 1m từ 1m58 tới 1m68 nha các bạn. Rất đẹp các bạn ơi. Đó, em xe rất đẹp nha. Merida Mỹ xuất Nhật, màu trắng ngọc trai nha các bạn.
zin nguyên con luôn các bạn ơi. Bạn quan tâm alo nha các bạn. Xe này em bán cho bạn giá 7 triệu rưỡi nha. 7 triệu rưỡi em sẽ bao ship toàn quốc và em vô đủ đồ chơi cho các bạn luôn. Tặng kèm dây sơn cho các bạn nha. Đó, xe cua các bạn ơi. 7 triệu rưỡi sẽ bao ship toàn quốc, tặng kèm dây sơn, vô đủ đồ chơi cho các bạn, bình nước, gồng nước, đèn trước, đèn sau nha. Rồi, quan tâm alo em 0975158377. Rồi tiếp tục. Tiếp tục đây là một em Livy của Gian đó các bạn. Cũng là từ công ty của Gian. Cái em này thì size của em này là size XXS nha các bạn. Đây. Cái size em này là size XXS các bạn ơi. Cái size này rất là dễ chịu. Đó. Nhìn cho chị em phụ nữ hoặc là học sinh nữa các bạn. Học sinh cấp 2 á. Size này là size 3850 nha các bạn. 3850 nó mang một cái màu xanh ngọc nha các bạn, em Livy Escape. Đó, của Gian luôn các bạn ơi. Di đông công tăng rồi quá đẹp luôn các bạn. Cái công tăng này khỏi chơi chỗ nào luôn. Ốc tán zin theo xe. Công tăng quá đẹp các bạn. Đó, bộ tay bấm xả 3 dĩa 8 líp nha các bạn. Bên đây thì mất miếng nhựa nè. Bên đây thì còn miếng nhựa nè. Đó, các bạn về mua miếng nhựa lắp qua nha. Đây chuông zin theo xe. Chuông zin theo xe rất đẹp các bạn. Bao tay zin theo xe, em này cũng là zin nguyên con luôn. Đó. Em này cũng là zin nguyên con luôn nha các bạn. Đây các bạn. Bao tay zin theo xe. Đó. Rất đẹp các bạn, cầm nắm rất êm. Đây. Đây là cái chân cổ các bạn, nhìn cái công tăng nhìn đã rồi, nhìn ghiền luôn các bạn. Đó. Màu xanh ngọc các bạn ơi. Đó. Xe bãi còn về quá đẹp luôn các bạn. Đó, sườn nhôm nha các bạn, sườn nhôm càng nhôm luôn các bạn ơi, sườn nhôm càng nhôm, cả càng hơi chạy xíu. Đó, nó hơi chạy nhẹ đen xíu nha các bạn, về tút lại giúp em. Đó thì em mới đi ra nãy cũng là sườn nhôm càng nhôm luôn nha các bạn. Đây, đây là một bộ bánh luôn các bạn ơi. Một bộ bánh kép nhôm 2 tầng của Gian các bạn ơi. Thì Livy là của công ty của Gian luôn các bạn. Đây bộ bánh Gian nha, Livy cũng là công ty của Gian luôn. Vỏ 732C. Đây nè, các bạn coi cái vỏ này đã ghê không? À, em ấn ngón tay vô nữa các bạn, rất là sâu nha. Vỏ này phải trên 95%. Tâm inox sơn tĩnh điện màu đen nè, đầm nhôm. Đó, niền Escape. Đó, zin theo xe, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây, tem mát của Nhật Bản còn đầy đủ nè. Tem mát của Nhật còn đầy đủ nha. Đây. Thì xe này em vẫn sẽ vô đủ đồ chơi cho các bạn nha. Xe này từ 1m55, 1m65 chạy rất đẹp. Đây cốt yên, xe quá đẹp luôn các bạn. Các bạn nhìn cốt yên đã ghê không các bạn. Nó zin mà nó còn vậy là khỏi chơi luôn. Đây cái yên, yên mới em thay nha. Đó. Càng thắng Techo. Rồi, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đó, thì em này sẽ đi với một bộ 8 clip nha các bạn. Các bạn nhìn cái clip của em này. Trời ơi, không một mòn một miếng nào luôn các bạn ơi, không mòn một miếng nào luôn. Clip zin theo xe Shimano Antus nè. Đó, Shimano Antus nha các bạn. Đây chuyển dĩa Shimano Antus luôn. Đây, ba dĩa các bạn ơi, dò dĩa Shimano quá đẹp luôn các bạn. Đó, dò dĩa Shimano có bảo vệ dĩa luôn các bạn ơi. Đó, niền sao cũng là của Escape Gian luôn các bạn ơi. Đó, niền sao của Escape Gian luôn nha. Vỏ nè. Vỏ 728C các bạn. Hồi nãy em đọc nhầm 732 nha. Đại vỏ này 728C các bạn ơi. Rất đẹp các bạn. Niền nhôm 2 tầng tâm inox sơn tĩnh điện đùm nhôm theo xe. Hôm nay em giới thiệu hai con đều là nguyên zin nguyên bản hết luôn các bạn ơi. Không có giảm tuốt thay thế một bất kỳ một thứ gì luôn. Đó. Các bạn phát hiện em có giảm tuốt thay thế gì. Đó thì em sẽ tặng cho các bạn một chiếc xe này luôn nha. Đó, xe này em chỉ thay một cái yên thôi các bạn ơi. Đó, toàn bộ đồ trên xe đồ zin hết. Rồi đã kiểm tra mọi chức năng hoạt động bình thường. Đây dò dĩa Shimano nè. Đó. Rất ít chạy các bạn. Đây, chạy đen tí. Thì những cái này các bạn muốn đẹp các bạn về tút lại các bạn. Các bạn muốn đẹp thì về bỏ ra 200-300 ngàn tút lại chiếc xe là cực đẹp luôn. Tút lại những chỗ này thôi. Những chỗ này còn nguyên. Đó, tút lại những chỗ này nè, xong phủ bóng lên các bạn. Đó, cực đẹp luôn rồi. Đó. Rất nhiều khách của em mua xe của em cũng về tút lại các bạn ơi. Mà em để gì? Chứ em không có tút sẵn các bạn, em để zin nha các bạn ơi. Đó, đây một em Livy Escape màu xanh ngọc quá đẹp luôn các bạn, zin nguyên con. Đó. Rồi, em này em bán 7 triệu nha các bạn. Em này em bán 7 triệu nha các bạn. Các bạn quan tâm alo em 0975158377.
đó. Hôm nay em lên hai xe các bạn ơi, đó, hôm nay em có lên hai xe, màu trắng màu xanh. À, bạn quan tâm alo ngay cho em nha, đó cũng là số Zalo của em luôn, em sẽ nhắc lại là 0975 158377 nha các bạn. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn những video clip sau nha, xin chào.